Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức lễ bàn giao 89 thửa đất công với tổng diện tích 76,7 ha cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải quản lý. Giao trên 76 ha đất công cho thị trấn Phước Hải quản lý, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ đề nghị thị trấn kiểm tra, ra soát toàn bộ quỹ đất công hiện có trên địa bàn, tổ chức quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án sử dụng đúng mục đích.